Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vừa qua, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định hoãn tổ chức Festival Huế 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 26 tới ngày 31 tháng 8. Thời điểm tổ chức festival sẽ lùi sang năm 2021. Theo đó, tỉnh đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi đến các nhà tài trợ, các đại sứ quán có đoàn nghệ thuật tham dự, các hãng lữ hành, người dân và du khách. Do đại dịch COVID-19, Ban tổ chức Festival Huế đã phải thay đổi thời gian tổ chức 2 lần trong năm nay. Đây là sự kiện văn hóa lớn với sự tham dự của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế, nơi giao lưu nghệ thuật văn hóa của các cấp quốc gia, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam và của Huế đến với bè bạn khắp năm châu.